Xin giới thiệu với tất cả các bác chơi cây cảnh nhá. Đây là các cái mẫu bàn xoay chuyên dùng để uốn cây cảnh nhá. Mình có 3 cỡ khác nhau. Cái bề mặt của nó là bề rộng là 30 cm, 40 cm và 50 cm. Đấy, các cái này nó đều có tăng giảm nhá, cao thấp. Đấy, ví dụ như cái bàn mặt 50 cm này có thể chịu đựng được khoảng 2 tạ nhá. Đấy, chuyên dùng, bàn xoay chuyên dùng để uốn cây cảnh. Đấy, nhà chuyên sản xuất mà cũng làm cả cây cảnh luôn. Đấy, mình chỉ cần ngồi một chỗ là mình xoay để mình uốn cây, rất là thuận tiện cho các bác uốn cây cảnh nhá. Bác nào có cần lấy xỉ lấy lẻ thì xin liên hệ ngay nhá. Đấy, bàn xoay hoàn toàn làm bằng chất thép, chân choai rộng cực kỳ chắc chắn. Xin chào mọi người nha.